Hy vọng là Minh ơi con nghe được lời của mẹ đó. Nếu mà con không có chuyện gì đi, con cứ về đi. Có gì thì nói với mẹ. Mẹ không có tiền có bạc nhưng mẹ vẫn cứ lo cho con được mà. Đừng để cho mẹ thấy đau khổ nữa. Mẹ không ăn ngủ được biết bao nhiêu ngày nay rồi. Giờ mẹ đứng không nổi nữa. Xin cộng đồng mạng giúp đỡ tiền con chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Dạ con xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? Tôi tên Chu Thị Thanh Hoa, sinh năm 1967. Cô Hoa. Đúng không? Cô Hoa nói chuyện lớn lên giúp con nhé. Cô Hoa là quê quán ở đâu đây? Quê ở Lào Cai. Lào Cai. Trời đất ơi, tút tận đầu miền Bắc cơ hả? Xa lắm. Nhưng mà hiện tại thì cô Hoa đang sinh sống và lập nghiệp tại đâu? Hiện tại đang ở với Long Hậu, Long An, Long An. phần ruột Long An. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp cô gì đây? Tôi về đây là nhờ hiệp sĩ giúp tìm con tôi. Tìm con. Con trai của cô tên là gì? Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm Anh 1991. 91. 91 thì năm nay mới 33 thôi. Đàn ít tuổi ha. Cô có thể chia sẻ là cái sự việc con trai của cô bỏ đi hoặc là mất tích như thế nào? Con trai thì bữa hôm đó thứ sáu ngày 12 hay 13 gì tôi không nhớ, trong hai ngày đó đó là có một cái đám cưới, thì thường thường là đi thì con thì đi là mẹ chở đi không à, rồi đi đâu thì chở đi rồi về thôi. Thì bữa đó thì nó nói thôi vậy thôi, mẹ cũng mệt trong người nữa, mẹ để con đi đi rồi con đi công việc xong rồi con về. Thì đi thì cháu đi tới khuya rồi không thấy về, thì tôi mới điện thoại hỏi, thì cháu nói là cháu đi chưa xong việc thì con về. Xong rồi tí tôi cũng không ngủ được, tới gần sáng rồi tôi thiếp đi, để đến hồi tôi dậy thì tôi gọi điện thoại là không được. Rồi từ đó đi gọi không được, không liên lạc được, cách nào liên lạc được, tôi ăn không ngủ được, và coi như tới thế này hơn nửa tháng này rồi không ăn ngủ được, buồn. Mỗi đêm mà nghe tiếng xe về là cứ tưởng con về, không có thấy. Khổ ha. Cô là được mấy người con đây? Tôi bốn đứa con, Em trai này là con thứ mấy con đây? nhất Con trai trưởng trong nhà. đúng không? Trước khi mà bỏ đi thì con trai của cô là làm công việc gì đây? Trước đây thì cũng làm giám đốc của công ty gì mà tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà có làm bên kể cả xây dựng, nó làm nói chung là nó cũng giỏi lắm, làm nhiều việc lắm. Với trước nữa thì đó là nhóm trưởng của nhóm nhảy bước nhảy á Wow. cho Đăng Trường. Ôi trời đất ơi. Vậy là con trai của cô trước là làm bên giải trí truyền thông, Đúng rồi. làm nhóm trưởng của bước nhảy của Nó ca có, sĩ Đăng Trường hả? đúng rồi, nó có đi diễn từ Hàn Quốc đồ Thái Lan đồ đi xuyên Việt nói chung nhiều lắm. Ồ, vậy hả? Đúng rồi. Vậy là một người con tuổi đời còn rất trẻ mà lại rất giỏi Cũng thành mà. công lắm. Nhưng mà sau đó là công việc như thế nào cô? Biết làm ăn rồi bị người ta lừa một thời gian, cũng có nghe lừa, bị lừa rồi công ty cái dấu của nó bị bạn tin tưởng bạn bè gì đó, rồi cái bạn bè là lấy cái dấu nó làm xong nó phải đổ nợ, đổ nần gì tôi cũng không biết nữa, chỉ như là lớn rồi tự nó làm, mình cũng không có khả năng nuôi cho con nên không nói được cái gì hết trơn á. Rồi sau đó là em trai này là thay đổi công việc hả? Thay đổi công việc thì cũng vẫn thấy nó cũng muốn làm, cuộc sống nó cũng không làm phiền gì mình mấy, tự nó cũng sống. Rồi bữa thì nó về nhà, thì tại vì về dưới Long An ở dưới đó là không gian cũng thoải mái, thì con nó nói thôi con về ở với mẹ chơi. Thì về chơi thì nó không có xe đi, nó đi công việc, nó lấy đi công việc thì thường thường là tôi chở. Bữa đó thì có cái đứa cháu ngoại nữa thành nữa nó không có chở, rồi nó lấy con đi công việc con về. Nói dáng nếu mà con làm tiền bạc gì đó thì con thấy mẹ khổ quá, con cũng dáng kiếm tiền cho mẹ mua miếng đất cất cái nhà đồ ở, con thấm thoát nhiều quá. Con nói vậy thôi xong rồi đi rồi không được, không liên lạc được nữa. Là đi luôn, cụ thể là ngày nào cô ha? Ngày 12, 13 gì á, Tháng tháng 7 mấy? này nè. Tháng 7. Được nửa tháng hơn tháng, Mà tám hôm nay là mười ngày mấy, 29 rồi. mười mấy ngày rồi. 12, 13 thì hôm nay 29 rồi. Ủa thật, bây giờ là chưa biết đi đâu về đâu như thế Cũng nào. không biết được nó có bị cái gì không, mình chỉ lo là vậy thôi. Trong cái thời gian gần đây là cô thấy con trai của cô có bao giờ mà nét mặt buồn bã không? Hoặc lo toan chuyện gì đó không?
đặc biệt là công việc hoặc tiền bạc không? Chả để ý đâu, tại vì về thì cứ nó nằm trong, nó cứ trong phòng thì coi phim suốt ngày. Mẹ thì lủi hủi cứ chăn ba con gà con vịt với cháu rồi không có để ý đâu. Đúng cho con trai của cô tuổi đời là năm nay 33 nhưng mà rất là thành công trong công việc ha. Buôn trả rất nhiều, và đặc biệt rằng những cái năm về trước mà làm trong cái ngành giải trí mà đi lưu diễn ở các nước như Hàn Quốc rồi các nước Mỹ đồ các kiểu đúng không ạ? Là thời điểm đó là kiếm được kinh tế chắc khá lắm đấy. Đúng ra là bây giờ là phải nhà cửa đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vì như cô chia sẻ là vì tin bạn hả? Tin bạn. Là đưa con dấu của công ty. Công ty giao con dấu, không biết con dấu nó làm sao đó mà nó lấy dấu rồi lấy con dấu được, chữ ký thì chữ ký nó giả, chữ ký rồi lấy được dấu á. Như thế nào mình không biết đó. Tại vì nhưng mà cái giấy tờ của nó là lúc đó nè, kể cả bảo hiểm là tôi giữ luôn. Cả cái tờ cái giấy của là thành lập công ty mà nó đứng tên giám đốc cũng là tôi giữ luôn. Mà không hiểu tại sao mà nó làm sao mà không hiểu, mình không biết được cái là mang đi vay nợ như thế nào cô? Tôi không biết nữa, rồi tôi cũng nói chung ít quan tâm, ít có chia sẻ nói là ừ này nọ. Tại vì khi mà làm ra thì sợ con nó buồn á, hoặc là suy nghĩ hay này nọ, nên tôi không có nói nhiều về vấn đề về công việc của con. Tại vì công việc của con thì mình không hiểu nữa, cho nên không nên đi sâu vào. Chỉ có nói một câu là thôi nếu mà con cảm thấy không được thì con ý là tuyên bố phá sản đi. Lúc đó đó là tuyên bố phá sản đi, thì thằng này nó nói không chịu, nó nói là nhất thì nó phải là lên, còn không nó buông là buông, phải buông hết. Đó là con lời con nói như vậy. Thì nó cũng chèo chống, nó sống như thế nào đó mình cũng hiểu được, nhưng mà mình không giúp được con thì lực bất tòng tâm, trong lòng cũng đau lắm, là mẹ là đau. Thì có cái gì được thì giúp được con thì vẫn cứ giúp thế thôi. Khổ quá. Mà nó đi rồi cái đấy không về rồi cái con trai nhà mình là trước giờ là đã có gia đình chưa? Có, năm 2018 nó bỏ rồi, ly dị rồi. Nó còn đám cưới nhưng mà nó không có làm hôn thú. Đợi từ lúc đó nó cũng còn nhỏ, mới có 17 tuổi à. Một cưới vợ sớm vậy à? Vì đó nó có ý là cái bạn sớm, gái kia. Bạn gái có bầu sớm, bọn kia lớn tuổi hơn. Rồi quen rồi cái bạn đó có bầu rồi cưới. Cưới xong rồi về thì thằng này còn nít mà. Bà kia bà kèm quá không chịu được thì đồ vợ. Hai đứa bỏ nhau. Là bây giờ là cháu nội anh mất. Mất rồi nó mới bỏ, chứ nếu không thì nó không bỏ. Trời thằng này ơi, nó cưng con quá ha. Thương ha. Nó cưng con. Vậy là con trai của cô chứng tỏ là một người đàn ông rất nghị lực đấy. Nó cũng đau khổ lắm. Giỏi, tài giỏi đấy. Làm đủ các công việc ha, đặc biệt những cái công việc mà sao phải người có tài mới làm được. Nó xây dựng, nó nhận thầu xây dựng nhà cửa các thứ nó làm hết. Wow. Tuyệt vời vậy hả? Nhưng mà theo như cô, lần này con trai nhà mình bỏ đi mà đặc biệt rằng lại không chia sẻ, không nói với cô mà đi một cách kỳ lạ như vậy, theo như cô nghĩ là cái lý do là gì cô biết không? Chỉ sợ có bị cái gì tai nạn gì thôi, không sợ, không có nghĩ cái gì đâu. Vậy là lần này đi là con trai mang theo những thứ gì đi cô? Không có đem một cái gì hết. Có xe cô đi không? Có cái xe không à? Xe của cô đi đó. Vario. Đúng rồi. Biển số bao nhiêu cô? Biển số 05227 59 HA. Xe đó là ai, là người đứng tên? Nguyễn Ngọc Thanh Vân là đứa con gái. Con gái của cô. Xe màu gì cô ha? Xe màu xanh ngọc. Xanh ngọc. Đi tới giờ phút này là 17 ngày trời rồi. Nếu mà đi hôm 12 là 17 ngày rồi. Không có một cái tin tức gì luôn. Điện thoại là con không trai cô. Có mang đi không? Có. Có mang đi. Cô rất sợ rằng đi trên đường trên xá đúng không? Không biết có cái giấy tờ tùy thân không có luôn ạ. Không. Nếu mà mang theo điện thoại thì nếu mà gặp ra sự cố thì điện thoại mà có hoặc như thế nào đó thì bên cơ quan chức năng hoặc là người dân người ta phải liên hệ về với gia đình rồi. Bởi vì nếu điện thoại hư thì trong đó còn cái sim thì họ gắn vào máy khác thì họ phải liên hệ về rồi. Cái này con đang sợ rằng có một cái uẩn khúc gì đó. Cô có lo sợ là con trai mình đi ra ngoài bị người khác lừa đảo không? Lừa chắc thì không đâu, tại vì không, nó cũng lớn rồi, có đủ độ đầu óc không đến nỗi để lừa, chỉ sợ có tai nạn gì thôi. Bản thân cô thì sợ là sự cố rồi, sự cố. Bởi vì con trai cô rất tài giỏi đúng không ạ, va chạm rất nhiều rồi, đã từng làm giám đốc mà đặc biệt giám đốc về nhóm nhảy, về những công việc làm giải trí rồi, thì cô không lo sợ về vấn đề đấy đúng không ạ? Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con trai của cô trên video này, hy vọng con trai của cô xem được video này, hoặc là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được để giúp con trai cô sớm quay trở về. Mời cô. Hy vọng Minh ơi, con nghe được lời của mẹ đó. Nếu mà con không có chuyện gì đi, con cứ về đi. Có gì thì nói với mẹ.
mẹ không có tiền có bạc nhưng mẹ vẫn cứ lo cho con được mà. Đừng để cho mẹ thấy đau khổ nữa, mẹ không ăn ngủ được biết bao nhiêu ngày nay rồi. Giờ mẹ đứng không nổi nữa. Xin cộng đồng mạng giúp đỡ tiền con chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Thường quá. Hy vọng rằng là em trai xem được video này, thấy mẹ của em về đây, nhờ các chú, các anh đội sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì em đang ở đâu đó, tới giờ phút này mà em có gặp cái sự cố gì bên ngoài hoặc em đang ở đâu đó thì em cũng phải tìm đủ mọi cách để em báo tin về cho mẹ nếu chưa về được, để cho mẹ đỡ lo, bởi vì mẹ bây giờ già rồi, tóc bạc hết rồi, về đây mà ngồi khóc nhớ con, thương con, lo đi cho con mà khóc nức nở như thế này thì thật sự cái cảnh, cái hình ảnh này đi rất, lên tới xuống rất là đau lòng. Nên mà mong rằng là em trai hãy sớm liên hệ về với gia đình để gia đình yên tâm hơn nha em trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện tìm con rất là nghẹn lòng cô chú anh chị ạ. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con hết, cũng thương con hết. Thậm chí tới giờ phút này, cô là một người mẹ tóc bạc rồi, con trai là trưởng thành rồi, 30 mấy tuổi đầu rồi. Nhưng mà cô vẫn phải về đây để mà khóc, lo lắng cho con. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này, nếu có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin, tin tức của em trai này ở đâu, giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ rồi, cái sự việc của cô thì các con, đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận cô nhá. Giúp đỡ cô, gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Tôi đồng ý. Cuối video con chúc cô nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai cô sớm quay trở về một ngày gần nhất cô nhá. Cảm ơn đội hiệp sĩ. Dạ, con xin phép chào cô. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.